mọi người, chào mừng mọi người đang đến với kênh Hồng Thấm Family Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì hôm nay thì Thấm không biết nấu món gì, thì Thấm chợt ra một ý nghĩ là Thấm có cái thịt spam này nha cả nhà. Và Thấm sẽ nấu một cái nồi nạo lẩu spam. Chúng ta sẽ cùng ăn cùng với mì. Và bây giờ thì Thấm xin mời mọi người vào bếp cùng Thấm nấu nhé. Now let's go. Thành phần hôm nay thì Thấm nấu rồi một hộp spam đây, và Thấm kèm đó chính là xúc xích nha cả nhà. Đây, và kế tiếp là Thấm sẽ sử dụng là củ hành, hành baro, trứng, sau đó là kim chi, tỏi, ớt, tương ớt, bột ớt, đây, nước tương, và Thấm sẽ ăn kèm với mì nha cả nhà.
Xin chào mọi người, và bây giờ Thắm đã hoàn thành xong món mình gọi đại là cái lẩu đi cả nhà, cái lẩu spam nha cả nhà. Thì mọi người cũng thấy thì Thắm đã làm xong là thịt spam nè, đấy, rồi xúc xích nè, mọi thứ nó đang hòa quyện vào nhau đấy cả nhà, rồi thật là tuyệt vời, thơm quá cả nhà ơi. Và Thắm đã cho thêm vào hai cái trứng nữa nha cả nhà, rất là ngon. Và bây giờ nó đang sôi một cục đấy, mình sẽ đợi cho nó sôi một hồi nha cả nhà. Nếu cả nhà và còn gì bằng là khi vừa ăn một cái nồi lẩu mình sôi ùm ùm như vậy mà ngoài trời là đang tiếng rơi cả nhà, không khí lạnh thì mà ăn như vậy là quá tuyệt vời, thơm quá cả nhà ơi. Và bây giờ thì Thắm sẽ cho thêm mì vào nghe cả nhà để chúng ta ăn cùng nhé. Và hôm nay thì Thắm sẽ sử dụng một cái loại mì này nha cả nhà, Shin Ramyeon đấy, Sun Hang Mạc đấy, là cái vị của Sun Hang Mạc nha cả nhà. Thì trong đây mình thấy cũng để là trứng nè, cái vị ớt, cái này cũng là thịt luôn nha cả nhà, chắc nó cũng gần gần giống cái loại mì mà hổm Thắm ăn đó. Và bây giờ thì Thắm bỏ mì vào nhé. Bây giờ Thắm sẽ nấu lẩu thịt vang đấy, theo kiểu Hàn Quốc nha cả nhà. Thì cái món này theo Thắm biết thì tìm hiểu là nghe nói là cái một món ăn gì trong quân đội gì đó cả nhà đấy. Và bây giờ Thắm sẽ nhét vào nhé, nhét mì vào đấy. Ôi hấp dẫn làm sao đấy cả nhà. Và bây giờ mì của Thắm cũng chín rồi nha cả nhà, và cả nhà ơi. À, bây giờ Thắm thử 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 miếng nốt miếng sốt ra như thế nào nhé. Wow, quyện tất cả vào, mọi thứ đã chín rồi đó cả nhà. Thắm sẽ thử một miếng nước sốt nhé. Wow, oh, xin chào master, rất là ngon đó nha. Cay cay nữa. Ăn thôi ăn thôi. Mì chín rồi, mì chín rồi. Mì của Việt Nam mình nhanh lắm nha, nhà bỏ vô 1 2 phút là muốn ăn được rồi. Còn mì Hàn Quốc á, tao nói nhanh lắm cũng là 3 phút, là do Thắm ăn thích ăn dai dai á nha cả nhà. Chứ chồng Thắm là lúc nào cũng hơn 4 5 phút thôi. Cái loại mì này thôi nha, nó dai hơn cái loại mì hổm ăn hổm ăn. Thật sự rất là ngon. Thắm không thể nào mà dùng cái từ nào mà tả được đó nha. Rất là ngon. Giờ thắm thử. Cái loại xúc xích rất là ngon. Master, thật sự rất là ngon. Ăn miếng kim chi nhé. Kim chi Hàn Quốc mình sẽ biết nấu món nào cũng ngon, mình rất là thích món nào mà liên quan đến kim chi mà nấu ra là mình rất là thích. Nóng nóng cay cay mà ăn với không khí lạnh mùa đông ở Hàn Quốc là tuyệt vời hết cả nhà.
Ngon lắm cả nhà. Mời cả nhà ăn nhé. Nóng quá. Tự nhiên không? Thấy cái trứng rất là ngon. Trứng là béo lắm nha nhà. Ăn mì thôi, ăn mì thôi. Nóng rồi, ăn hết nói nổi à. Bây giờ thắng thử cái trứng này nha. Chín đựng chín quá nha, chín quá ăn không có ngon. Đấy. Trứng mà chúng ta còn cái độ đỏ gì nè. Trứng mà chúng ta còn cái độ chảy nước gì nè. Nó mới ngon. Mời cả nhà ăn nhé. Ngon quá cả nhà ơi. Trứng trứng còn còn nửa chín nửa sống á cả nhà. Thốt nước rất là béo. Hồi trước thôi nhưng mà không có ăn cái trứng sống gì được. Chị đi qua Hàn Quốc ăn cái quen cả nhà. Nhà tắm thấm tối á hay luộc trứng hồng đào á, chồng thấm luộc nè 20-30 trứng thôi nha, tại vì nhà đông đứa nhỏ mà nếu mà đói á đứa có thể ăn 4-5 trứng thôi nha, thấm nên chỉ 2 trứng thôi, thấy ngon, làm càng sống càng tốt rồi nha, nó hút gồ 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 với cái nè, ngon lắm. Cái thấm á, cái loại thịt hộp này nè, mình nấu như vậy ăn là rất là ngon, ngon trên cả tuyệt vời. Mà nếu mình chiên không thì nó cảm giác nó hơi hơi mặn một tí, sắc mỏng một tí, mình ăn ăn với cơm cũng ngon lắm cả nhà. Loại này trên siêu thị đều có bán hay gì cả nhà ơi, có bán hết, mọi người thử tìm coi, ngon lắm. Ăn không thì nó hơi mặn nha cả nhà. Mình ăn với cơm á nó sẽ rất là ngon. Quất cặp luôn đi, năm nay thích cặp 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 nha nha. Cặp đi cặp đi.
nấu như gì á, nó béo hơn nữa nè, thơm. Thơm ngon quá cả nhà ạ. Nhà mình ăn với cơm cũng được cả nhà, ngon. Một mình cũng có thể làm. Hy vọng là sớm sớm hết 14 ngày cách ly nha cả nhà. Hôm nay thứ sáu. Thăm đã được 10 ngày rồi. Còn 4 ngày nữa được về nhà cả nhà. Chồng nói là thứ hai rồi thứ ba mà thấm được về nhà. Hết 14 ngày cách ly rồi. Tại á, Thắm đang cách ly tại nhà của mẹ chồng Thắm nha. Gần gần nhà Thắm cách đây khoảng 5 phút. Hiện tại mẹ Thắm á, thì mẹ chồng Thắm á, đang sống chung với Thắm. Đấy, nên cái nhà này hiện tại vẫn còn mọi thứ đồ y nguyên à. Thắm thấy mẹ tuổi già rồi, Thắm kêu thôi mẹ sống chung đi, mẹ con hủ hỉ với nhau. Sẵn mẹ mình thì hay đi làm với ông xã mình, mẹ ở nhà coi tụi nhỏ luôn. Chứ giờ mình mẹ già cả 84 tuổi rồi, cả nhà Tết này 85 rồi đấy. Mà ở trong một cái căn nhà rộng như vậy thì thật sự là thấy tội lắm, thấy thương lắm. Nên thôi Thắm quyết định là kêu mẹ ở chung đi. Còn cái nhà này hiện tại mẹ Thắm để gì à? Là chồng Thắm nói mẹ không chịu cho ai mướn hay là ấy, thì mẹ nói chừng nào mà khi mẹ 100 tuổi già mắt thì muốn làm gì làm, còn nhà của mẹ thì để nguyên hiện trường vậy. Khi Thắm nói để ở thì chỉ dọn dẹp vệ sinh thôi, nguyên hiện trường vậy đó, chứ mẹ không chịu bỏ cái gì hết, không hề dọn dẹp gì hết. Mình chỉ dọn một cái phòng mình ở thôi, nhà bếp nhà ăn rồi kia lau chùi sơ. Mà Thắm trước khi đến này thì chồng đã Thắm đã làm hết rồi. Biết sao không, Thắm muốn lắm, chồng Thắm cho Thắm ở đây nè. Lúc đầu là tính ở trong phòng, nhưng mà thật sự như vậy cũng rất là bất tiện. Trong phòng thì chỉ có cái phòng mình với nhà vệ sinh thôi, ăn uống không để người ta làm này kia, mà Thắm thích tự nấu ăn hơn đấy. Nó nhớ lại à, mẹ nói mẹ còn căn nhà nắng kìa đó. Rồi ok. Thế là chồng Thắm dọn dẹp ở cho nó tiện, nằm một mình trong nhà thoải mái, muốn làm đi làm, mọi thứ đầy đủ, không có thiếu cái gì hết, này rất là thoải mái đấy. Mà Thắm không, cũng không có thấy cái buồn gì hết. Nhìn xung quanh thấy tuyết rơi, mở cửa ra xem tuyết rơi. Và Thắm vẫn chưa chưa chơi được tuyết, giống như là chúng ta xây người tuyết ở đây nè. Và hy vọng này gần này nhất thì Thắm có thể sau này xong này khi có tuyết thì sẽ cùng bọn trẻ chơi làm người tuyết nha cả nhà. Vậy và bây giờ Thắm xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà chuẩn bị có một cuối tuần thật là vui vẻ và chuẩn bị sẽ đón năm mới nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên, nếu thấy video này hay, hãy cho Thắm một like, một share, nhấn vào nút đăng ký để có thể xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. 안녕히 계세요.